Đến thời điểm này đã có 381 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sử dụng nhiều lao động báo cáo tình hình thưởng Tết Dương lịch 2024 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn về Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Qua tổng hợp, tiền lương bình quân, tiền thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán có biến động tăng giảm giữa các loại hình doanh nghiệp, tuy nhiên số đơn vị có mức thưởng giảm nhiều hơn tăng. Dịp Tết Dương lịch 2024, tiền thưởng bình quân trong doanh nghiệp dân doanh tăng khoảng 16% so với năm 2023, nhưng mức thưởng bình quân tại các doanh nghiệp FDI lại giảm khoảng 20%. Trong đó, mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 111 triệu đồng và mức thấp nhất là 50.000 đồng một người. Đối với tiền thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn, trong khi mức bình quân ở các doanh nghiệp FDI tăng khoảng 7% so với năm trước, thì ở các doanh nghiệp dân doanh lại giảm khoảng 11%. Mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 123 triệu đồng, mức thấp nhất là 100.000 đồng một người. Theo báo cáo của các doanh nghiệp về tiền lương cho người lao động, tiền lương bình quân năm 2023 của các doanh nghiệp FDI tăng khoảng 0,9% so với năm 2022 và tiền lương bình quân tại các doanh nghiệp dân doanh giảm khoảng 3,5% so với năm trước.